muốn đá banh ở khu vực Rạch Giá Kiên Giang liên hệ với Nguyễn Dung Trật nha, đại gia núp lùm đó mà lên mạng than khóc khổ ghê lắm đó. Thì anh em có hùn tiền với nhau để làm từ thiện các bạn, rất là vui. Tháng này thì không biết là anh Nguyễn Dung Trực cho được bao nhiêu đô nữa các bạn. Cho 100 đô đi anh ơi, cho anh dễ làm, cho ít quá là khó làm lắm. Nói chung là anh em xúng xích với nhau, mỗi người có một công chuyện khác nhau, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên chúng tôi đều hướng tới cái cộng đồng. Chúng tôi không làm cái số tiền quá lớn giống như bà Hằng, đó là một niềm mơ ước của một đời người, thì suốt đời muốn làm giúp đỡ người khác thôi, nhưng mà hình như là ông trời cũng chưa cho phép. Thì tháng nào tôi làm được nhiều tiền, hay là tháng nào khán giả cho tôi nhiều tiền cà phê, ví dụ như cho 5 đô 10 đô gì đó, thì tôi gom lại được 1 triệu 2 triệu, tôi sẽ nấu đồ ăn cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang ở trên Tân Hiệp. Tôi làm như vậy tôi cảm thấy rất thoải mái các bạn. Còn các bạn thoải mái đi chửi người khác, các bạn lăm le, các bạn tạo nhóm để hại người khác, thì một ngày nào đó luật nhân quả tính đến khả năng mình thôi. Mình nói xấu được người khác thì người khác nói xấu mình là chuyện bình thường, đó là luật nhân quả, đó là luật bù trừ. Do đó trong cái câu chuyện bài hàng này tôi cũng muốn rằng sẽ đem lại một cái giá trị tươi sáng cho các bạn. Các bạn có thể là buông bà Hằng ngay từ lúc này để mà có được cuộc sống yên vui. Bà Hằng không phải là người xấu giống như các bạn nghĩ, chỉ là một lúc quá nóng giận lên trên mạng mà có những lời lẽ không hay, và lúc nào trong livestream của bà Hằng cũng nói rằng đây là cái sự việc cá nhân, các bạn đừng không có liên quan gì, đừng có vào nghe. Để mà nghe bà Hằng chửi thì bạn xin lỗi trước, lúc nào người ta cũng nói câu đó, nhưng các bạn quá nhiều chuyện, các bạn vào đấy để cho nghe người ta chửi, rồi các bạn đi học với người ta là bà Hằng quá hung ác hung dữ thế này kia, thì tôi nói các bạn nghe tôi không không biết nói làm sao. Thì trường hợp của một trong 10 bị hại mà tôi nói trong câu chuyện ngày hôm nay là chị này lúc nào cũng muốn bà Hằng bị tạm giam, và bà Hằng cũng bị ở trong đó không không có ngày ra, để làm chi, sợ ra kiện ngược lại thì sao đó. Do đó là chị này chỉ ưa có cái câu mà tụi YouTuber càng chửi tôi càng nhiều thì bà Hằng tội càng nặng. Ủa mắc cười quá, ở đây là xã hội 4.0, không có vụ mà tru di tam tộc, tru di ngũ tộc gì đi ở đâu trơn á chị. Người nào làm sai pháp luật sẽ trừng trị người đó. Bà Hằng đang bị tạm giam, mắc mớ gì mà những YouTuber tấn công chị mà bà Hằng nặng tội. Thiệt tình tôi không hiểu nổi các bạn. Hay là chị có bằng chứng nào mà bảo rằng bà Hằng đã chỉ đạo những cái người YouTuber này tấn công chị, trong khi tôi thấy rằng trong cái những cái drama mà bà Hằng chị toàn bộ tấn công người khác. Tại sao cái cô Hương Quảng Châu lại tới nhà chị Đinh Lan này chị không dám báo công an, chị hiền ghê luôn, nhưng mà trước đó chị lên đồn công an thì chị chửi công an rồi thương công an luôn. Những cái video clip đó, là những cái ghi âm đó là tôi thấy rất là bất lời các bạn, không nên phát trên mạng xã hội, đừng có chứng tỏ mình là cái người biết hiểu biết về pháp luật, phát như vậy ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh chiến sĩ công an, và chuyện gì đến nó sẽ đến mà thôi. Thiền âm và vũ trụ lên trên đồn công an la lối ôm sòm, quay phim chụp hình, sau đó về cũng y chang như chị đó, ghép lại đưa lên trên mạng, người ta cứ hiểu nhầm rằng công an ăn hiếp người dân không, nhưng mà có ai biết, đâu có ai thấy cái cảnh mà bên Thiền Am họ lăn họ lộn ở trên trên cái đồn công an như vậy. Thì cuối cùng cái video đó bị giám định, video bị giám định là video đó ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh chiến sĩ công an của huyện Đức Hòa. Bây giờ họ không họ bảo rằng họ làm như vậy là đúng. Theo các bạn làm như vậy, cái tổ chức phản động có phải là nó lợi dụng vào cái sự việc đó, nó nói xiên nói xỏ vào ngành công an hay là không, có phải làm như vậy là mất hình ảnh người công an trong mắt người dân hay là không? Thì rõ ràng là chúng ta được quyền lên trên mạng, chúng ta được quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên không có quyền tự do ngôn luận đó mà chúng ta tấn công vào cơ quan chức năng. Tôi thấy chị này là mùi lắm rồi đó các bạn, đừng có nói tới lúc đó mà chị đưa ra cái giám định tâm thần thì tôi cũng sợ vậy luôn nha. Quá nhiều cái trạng thái đây. Nguyễn Phương Hằng là người đi đánh bài ở Campuchia và làm đĩ ở Campuchia và Đó. bên Lào, là bị can Nguyễn Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm 1996 đến năm 2001. Bị can Nguyễn Phương Hằng không hề đi Canada và không hề lấy Chó sủa nhiều quá trời. người người Thế người chó đàn sủa ông nhiều người quá Việt Nam ta. mà đem 18 triệu đô về Việt Nam. Chính
Huỳnh Uy Dũng muốn tẩy trắng cái quá khứ dĩ dãn dơ giấy dễ gì dấu giếm của bị can Nguyễn Phương Hằng, cho nên mới xây dựng thay tên đổi họ Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Thanh Tuyền là một cái quá khứ bất hảo thành Nguyễn Thị Nguyễn Phương Hằng đó, và là một Việt kiều Canada đem 18 triệu đô về Việt Nam. Các bạn thấy chị này mùi lắm không, mùi lắm chưa? Tại sao hổng rài tôi không có nói ai mà tôi nói chị này, tôi rất là quan tâm với vấn đề chị này. Tôi nghĩ rằng người ta có sự tự do thì người ta sẽ làm gì thỏa thích. Tuy nhiên cái sự tự do của chị này nó bị ràng buộc. Chị này đang bị giam với một cái chủ đề drama của bà Hằng rất là lớn. Và trong thâm tâm của chị này, chị không chưa bao giờ nhận mình sai. Các bạn thấy rõ ràng là tự nhiên cái nói người ta làm gái bên Campuchia, các bạn thấy vô duyên không? Có phải họ lập nhóm với nhau, họ đưa những cái lời nói không nghe, không hay như thế này để làm lung lay tinh thần của bà Hằng, để tạo cho một Phương Hằng rất là giận dữ trên mạng xã hội. Và chuyện gì đến nó đã đến rồi. Nhưng mà đó đã trải qua hơn một năm 3 tháng rồi, tầm 15 tháng rồi. Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, nếu không tính ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ biết cái tương lai bà Hằng như thế nào. Bé này chắc anh Bình Lê chắc không cãi lộn, em cũng không cãi lộn không lời chị này đâu. À, tấm hình mới nhất của Vy Oanh đi ăn sinh nhật là ghép đó. À, ghép hả? Ghép thì em nghĩ không ghép đâu. Tại vì báo bí mật số bích mà đưa lên mà. Không lẽ những cái trang cả ngày cả triệu subscribe này á, mà nó dốc khán giả sao? Đây trang bí mật số bích nè. Ai nấu cái trang nó ghép gì mọi người nè. Cái trang bí mật số bích vào ngày 4/4/2023 còn đưa cái sự việc mà VO đưa ba con lên sóng để cầu cứu xin được về Mỹ nữa nè. Nói thì tôi nói các bạn, họ ỷ họ là người bị hại của bà Hằng, họ dì xéo, họ nói này nói nọ, thậm chí họ còn đổ tội là những cái YouTuber mà tấn công họ thì tội bà Hằng càng nặng thêm. Các bạn thấy vô duyên không? Nhiều khi tôi không biết nói làm sao nữa. Cái trường hợp của chị Linh Lan này tôi thấy là rất là mùi lắm rồi đó, mùi dữ lắm luôn, mà thật là đáng tiếc. Với cái mối quan hệ rộng còn hơn là sông Hoàng Hà nữa mà để mà bị gai cái sự cố này là chết. Nhớ trước khi ngủ thì nên trang điểm, lỡ may bị cái gì đó thì mặt còn đẹp đẽ, chứ không là giống như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, giống như chị Hằng Ni là chết. Chị Hằng Ni chị ảo tưởng sức mạnh trên không gian mạng, chị dám nói rằng là người bị hại, tôi có yêu cầu giám định sức khỏe tâm thần của bà Hằng. Các bạn thấy ghê không? Trời ơi, những lời sỉ vả người khác như vậy nó vui lắm sao mà lại có những lời sỉ vả như vậy? Tôi không hiểu nào. Người ta đi bắt tạm giam người ta đã khổ lắm rồi mà cũng không tha cho người ta nữa, thì tôi nói các bạn, có khi nhiều khi mình cái đức tính mình nhân từ, mình thấy người nào bị bắt mình có tội nghiệp. Nhưng mà người ta thường nói là nhân đạo là tự sát, và tàn ác là quy hoàng, và đầu hàng là chết hết. Người ta nói như vậy đấy các bạn. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Thì trường hợp của chị Đinh Lăng này tôi thấy rất mùi rồi đó các bạn. Bữa nào tôi cũng lên gần coi cái tin tức của chị này. Thiệt tình chứ có khi nào yêu luôn không trời? Hả Bình Lê? Có khi nào em yêu luôn không chừng á? Chị này 67 hả? 67 cao quá, lớn em mấy chục tuổi lận. 67, 77, 87. Trời ơi, mười mấy tuổi các bạn ơi, mười mấy tuổi lận. Tôi đang xem xét về cái hình ảnh mà em VO
MVO sinh nhật, DJ sinh nhật các bạn. Để tôi xem như thế nào. Trời xa lâu quá, cái trang bí mật showbiz này xa quá các bạn. Để mình xem. Huy Oanh đi ăn sinh nhật. Vy Oanh rạng ngỡ xuất hiện cùng chồng con trong dịp sinh nhật của MC Vân Hugo. Làm sao ghép được các bạn? Hình cái hình này rất là trong, rất là trong veo và có những hình kia nữa. Làm sao mà ghép được? Trừ khi là hình này là hình cũ. Ghép thì chắc không nghĩ là không có khả năng rồi các bạn. Có quả mai chăng thì hai luật sư của Thiền Nam ngày hôm nay á là hình ghép. Chứ còn hình này tôi thấy là rất là sống động mà ghép cái gì nữa mà ghép. Đây. Ghép sao được mà ghép các bạn. Trời ơi, em nói với các anh chị em không dễ vào. À, không dễ. Em không dễ dàng bị khán giả thao túng tâm lý đâu nha. Xin chào em yêu Đạo Phong. Xin chào anh Bình Lê. Xin chào khán giả Đức Quỳnh. Xin chào chú Hai Dững, xin chào khán giả Kiệt Trần. À, xin chào, mình chào sót ai mời thông cảm nha. Xin chào khán giả Đình Thao. À, xin chào anh Nguyễn Trung Trực. Đại gia đó các bạn. Xin chào khán giả Hồng Giáp. Xin chào anh Phương Lê, xin chào An Nguyễn. Xin chào Chí Minh 1971. Xin chào chào anh Hoàng Đặng An. Ok, mình chào sót ai mọi người nói nha. Hôm nay thì cũng rất nhiều khán giả vào nhưng mà ít bình luận. Ít bình luận các bạn. Tôi nghĩ rằng khán giả yêu mến bà Hằng và ủng hộ tôi đó. Nhưng mà bây giờ không ai còn ai nói gì bà Hằng nữa. Mà tôi nói thì nghĩ là ủng hộ tôi các bạn. Lực Điền cư sĩ nhờ ai ti họ bảo ghép đấy. Thì chúng ta kênh chủ Điền cư sĩ nói rằng hình ghép đấy. À, những cái kênh như thế này thì tôi không có ít khi nào vào xem lắm. Hôm trước cái hình ảnh của Diễm My xuất hiện ở một cái chùa nào đó, anh Thánh Tử Cao anh cũng nói ghép nữa. Tôi lấy cái hình đó tôi đưa cho chuyên gia ghép hình ảnh thì người ta nói nếu cái hình đó là hình ghép thì phải tốn khoảng 300 triệu. 10 giây ghép hình là 10 triệu đó, 1 giây là 1 triệu đó. Ghép hình ảnh 3D không phải là chuyện đơn giản đâu các bạn. Đó, do đó là họ tự đưa chúng ta đi vào câu chuyện của họ. Họ lấy cái gì chứng minh? Nếu các bạn tin tưởng họ quá thì họ sẽ lừa các bạn rất là dễ dàng. À, còn cái trường hợp mà cái sự việc mà hai anh luật sư mà tin hổm gài đưa tin là đi qua Mỹ gì đó ha. À, cái tin đó đó là tôi đi nói cho mọi người biết thôi. Mọi người tin không tin tùy mọi người. Có nhiều người bảo rằng không có đơn giản mà đi qua Mỹ nhanh như vậy đâu. Và cái tin đó do một cái tên phản động đưa lên nữa thì mọi người tin không tin tùy mọi người. Ok, chưa tôi nói đó. Nhưng mà tối nay tôi không làm vấn đề này. Tôi thấy cái sự việc mà anh Trấn Thành đã lên trên mạng bị báo pháp lực phốt ảnh. À, tôi rất là mắc cười các bạn. Người ta là diễn viên mà lên phốt luôn là tôi không biết gió có đổi chiều không. À, gió có đổi chiều và có binh vực những người bị hại trong cái câu chuyện của bà Hằng hay là không, binh vực những người nghệ sĩ hay là không, tại sao như vậy? À, tôi không biết đâu các bạn. Có một số người cũng bảo rằng hình đó là hình ghép đó các bạn, hình ghép. Tôi cũng có cảm giác hình đó là hình ghép luôn đó các bạn, tại vì phía sau lưng của những người luật sư đó có những cái hình ảnh rìa đây. Do đó là tôi cũng chưa có vội vàng mà kết luận rằng những cái anh luật sư này anh có đi qua Mỹ hay là không. Đây là hình ảnh. Các bạn muốn biết hay là không thì các bạn điện qua Mỹ các bạn hỏi là biết liền gì. Các bạn điện cho bà con các bạn ở bên Mỹ đó, các bạn hỏi thử xem có hai ông luật sư nào đi qua Mỹ chưa thì tao sẽ biết. Tại vì cộng đồng mạng người Việt ở chúng ta bên đó cái gì mà họ không biết các bạn. Chứ họ lấy thời sự đâu ra.
Hoặc là chúng ta chờ tí xíu coi thằng Trương Quốc Huy nó có đưa cái hình này, đưa những cái người này lên cái kênh của nó không, khi nào nó biết chủ đề. Kênh Trương Quốc Huy mới phát lại trong ngày hôm nay thôi các bạn. Chứ trước đó mấy ngày nó nín thinh, đó là không có chủ đề. Và nó không bình luận gì được gì cả. Tại sao vậy? Báo chính thống của chúng ta đưa sự việc về cái sự việc ở Đắk Lắk á, chỉ có đi một cái nội dung duy nhất thôi, không được đi vào nội dung khác thì nó không có chủ đề, nó bí các bạn thấy không? Nó bí, nó không có thông tin nào mà để nó nói cả, nó ngừng cái kênh nó luôn. Mà bây giờ nó thấy rằng Việt Nam mình thịnh vượng quá rồi, nó lỡ leo lên chân cọp rồi. À, ngày 25 tháng 2 đã tạm hoãn xuất cảnh nha em. Tất nhiên khi bị triệu tập là cái sự việc đồng nghĩa với sự việc tạm xuất cảnh. Em nói gì đúng không anh Bình Lê? Nhưng mà em có suy nghĩ khác. Ở cuối video clip này thì nói chuyện ngoài lề tí xíu nha, các bạn không theo dõi không kịp thì các bạn thông cảm nhé. 2 trong 5 luật sư Thiền Am theo cái đài mà RFA đó, cái đài Á Châu Tự Do đó, thì nó bảo rằng là hai cái người này đã có mặt ở bên Mỹ rồi, nhưng mà chưa có ai trong hai người này xác nhận vấn đề này. Thậm chí người trong cuộc là ông Lân, ông cũng không có biết xác nhận là hai cái người này có đi sang Mỹ rồi là chưa. Tại vì cái người là bị triệu tập thì đồng nghĩa với sự việc họ đang bị điều tra. Mà họ đang bị điều tra như vậy, ai cho phép họ đi qua cái nước khác? Hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất, cái báo này lộn ngôn, nói chuyện tầm bậy. Nó nói chuyện tầm bậy như vậy mà chúng ta xác định là không có thì nó là mất uy tín. À, mà các bạn biết cái đám phản động thì đứa nào có uy tín bao giờ. Vấn đề thứ hai nữa, tức là có thể là chúng ta mắt nhắm mắt mở cho nó đi qua Mỹ, sau đó chúng ta phát lệnh chi nã và qua bên đó dẫn đồ nó về, dẫn luôn cái thằng Uyghur về luôn. Được chưa? Được chưa? Chúng ta phát một cái lệnh truy nã. À, chúng ta đưa qua bên Interpol. Tôi nói cái người này đang vi phạm pháp luật ở bên Việt Nam, bây giờ trốn sang Mỹ. Tôi yêu cầu có một lệnh dẫn độ người này, phát luôn cả lệnh truy nã thằng Trương Quốc Huy, xách ba đầu đứa này về luôn, xong hàng. Đó là thuyết âm mưu của mình nói ra. À, chứ thực tế chưa có ai xác định về cái thông tin này. Tôi thấy là hình như là cái anh mập đó, cái anh mập là đứng ở bên Thái thì phải. Đã thấy được cái anh này đứng, anh bảo rằng là lạnh teo bô ghi ở trời nắng chang chang là có thật. Là cái hình ảnh của anh Lân đứng sát bên một chiếc xe mà được cho là ở đó là made in Thái Lan. À, có nhiều thông tin như vậy đó, thì để tôi xác định xong thì ngày mai chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Nó tóm lại là trong cái câu chuyện bà Hằng đang băng về đích, bỏ lại tất cả sau lưng, và những người hại bà Hằng bây giờ họ sợ, họ càng sợ hơn khi người trong cuộc là Tony Phạm, người trong kẹt đang chỉ người trong cuộc, bây giờ còn lòi ra tin nhắn cái gì nữa với ông Mr. Đàm nữa. À, không biết là tới cái tin nhắn này tới tay anh Mr. Đàm hay là chưa, là chị Trương Việt Hà nữa. Những cái người này nếu họ im lặng luôn thì không sao cả. Ok, tôi không biết gì cả, tôi không dính thị phi thì thôi. Còn nếu mà họ mà lên tiếng một cái là cơ quan chức năng vào cuộc xác minh ngay. Cái số điện thoại 050 đó, tôi đang đắn đo, tôi cũng nên có điên cho thử xem thôi. Hay là để tôi đi hỏi cái anh quản lý ở trong công ty tôi là chuyên làm sự kiện đó, tôi hỏi thử xem cái số này có phải là số của anh Đàm Vĩnh Hưng hay là không. Anh đó xác nhận nó đúng, số đó là số Đàm Vĩnh Hưng thì tin nhắn đó thật, chân thật 100%. Tại vì chưa chắc ông Tony Phạm ông lại biết số điện thoại của anh Mr. Đàm. Thôi thì tôi xin kết thúc cái drama ngày hôm nay ở đây. Các bạn không xem được trực tiếp, không đối hợp với mình được, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách xem lại vào ngày mai, được phát lại vào lúc 6:30 sáng cho bà con ở nước ngoài xem. Bà con cũng rất là nóng lòng theo dõi câu chuyện của bà Hằng. Tính đến thời điểm này, bà Hằng đã bị bắt và tạm giam gần 15 tháng rồi. Tới ngày 24 tháng 6 năm 2023 là đủ 15 tháng. Hồi nãy tôi nói là 23 thì chưa chính xác. Cũng gần chính xác, tại vì tối ngày 23 rạng sáng ngày 24 tháng 6 năm 2023 là đủ 15 tháng rồi các bạn. Cái sự việc đưa những tin nhắn riêng tư lên như vậy là không đúng. Nhưng cái người trong cuộc
là những người bị hại và người trong kẹt là Anthony Phạm, và Anthony Phạm là cái người có tin nhắn đó thì ảnh có quyền đưa lên trên mạng. Điều này không có phải là bí mật gì cả, tại vì ảnh tự ảnh đưa tin nhắn của ảnh nhắn tin với những người kia. À, giống như các bạn điện cho ai đó ghi âm bạn, rồi bạn ghi âm ai đó thì quê, đúng chưa? Đó, nếu Anthony Phạm anh đưa cái tin nhắn của người khác không phải của ảnh lên trên mạng thì điều này vi phạm pháp luật. Ok chưa? Hoặc là anh đưa cái đoạn ghi âm nào đó của ai đó lên trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên ảnh có đoạn ghi âm đó thì lại là vấn đề khác, đúng không? À, và ok thôi, tôi xin kết thúc cái buổi livestream tại đây. À, xin kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dạng sự như ý. Con đường đi đến sự tự do của bà Hằng đang dần rộng mở ra, và con đường cánh cửa pháp luật đối với Hằng Ni và chú Trần Văn Sĩ đang từ từ khép lại. Những cái người có liên quan là bị hại trong câu chuyện của bà Hằng này, họ chối tránh, họ không bao giờ họ nói rằng họ quen với chú Sĩ và Hằng Ni. Nhưng cái người trong kẹt là Anthony Phạm đã chỉ ra những điều đó, họ có sự liên thông với nhau. Không phải ngẫu nhiên mà những cái người bị hại chụp chung hình với nhau, các bạn có hiểu không? Mà chụp hình chung với nhau. Khi bà Hằng bị bắt thì tôi không nói gì, trước khi bà Hằng bị bắt mới ghê. Có phải họ liên kết với nhau, liên minh với nhau để mà tạo một cái sự ác cảm đối với bà Hằng, để cho bà Hằng cảm thấy rằng cả thế giới đều chống lại chỉ một mình bà. Và bà tuyên bố trên mạng xã hội là công ty trách nhiệm Hoàng Bình tao chơi hết, đúng không? Là bà Hằng đã gây vào bẫy của họ, không hay. Và cuối cái video clip này thì tôi cũng nhắn gửi với chị Đinh Lan, tốt nhất là khi mình còn tự do, mình đừng nói gì hết. Mình là cái người bị hại, tôi có sự cảm thông với chị. Bà Hằng đã chửi chị rất là nhiều, nhưng chị cũng chửi chị Hằng rất là nhiều, mà điều đó là điều vi phạm pháp luật. Tốt nhất là cả hai bên đều có lỗi hết thì im lặng đi, chứ đừng có gì xéo mà bảo rằng là tại YouTuber, tại view này đây nọ, không có tại nào cả các bạn. Dám chơi, dám chịu, dám làm. Bà Hằng đi vào trong cơ quan chức năng, bà Hằng cũng nói là tôi làm, tôi chịu. Tôi không có trách ai cả, đúng không các bạn? Dám chơi, dám chịu chứ không có trốn tránh, không có gì lý do. À, chúng tôi vẫn biết các bạn có những lý do, nhưng lý do đó có phù hợp pháp luật hay là không thì để cơ quan điều tra người ta sẽ lên tiếng. À, ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn, cảm ơn 300 khán giả và 128 like. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.